Ok, mình chào anh nhà đã quay lại với kênh kỹ năng cơ giới Nghĩa Bình Phước nha. Và xin giới thiệu lại, em là Nghĩa Bình Phước, chuyên phân phối phụ tùng thu lực ha. Nhà em là không có mở cửa hàng, nhà em là một cái kho ha. Em có một cái kho, ngày xưa em làm ở Sài Gòn mà giờ em lấy vợ ở Bình Phước nên em về Bình Phước em làm. Là vợ chồng em có một cái kho chuyên cung cấp phụ kiện thu lực toàn quốc ha. Và bên em là được độc quyền phân phối cái bộ tờ thủy lực do em tự chế tạo ra ha. Đây là tờ thủy lực rất là nhiều ha. Điều khiển thì cả kho motor các kiểu. Thì chủ đề hôm nay là em sẽ giải đáp cái thắc mắc cho anh em, tại vì có nhiều anh em mua cái điều khiển của em về là không có biết cách đấu, nên đấu hồi cái nó hư tùm lum, nó nổ tùm lum luôn đó. Thì có nhiều anh em yêu cầu em là làm một video chia sẻ, thì hôm nay em sẽ làm cái video chia sẻ cho anh em cách đấu thủy lực lại một lần nữa để anh em quan sát kỹ giúp em nha. Nói chung em đã từng làm trong video trước mà anh em không có coi kỹ sao anh em vẫn đấu bị sai. Thì em sẽ giới thiệu lại cho toàn cảnh chi tiết trong video này. Có nghĩa là đầu tiên cả nhà phải thuộc cho em cái lý thuyết ha, cái bước cơ bản cái của cái vận hành của thủy lực. Thì để muốn vận hành thủy lực là mình phải có một cái bầu chứa nhớt đó. Đây là một cái bồn chứa nhớt bên em cũng đang bán đây đó, quay sơ cả nhà coi nha. Bộ nhớt thì nó còn phải có báo nhớt này, cái này là cái báo nhớt ha, chăm nhớt cho nó sẽ báo mình biết bao nhiêu lượng nhớt trong bình. Con ốc này là ốc xả nhớt đáy thùng, ốc xả cặn. Đây là chỗ lỗ để chăm nhớt. Hai lỗ này là bên em làm sẵn là cho cái nhà là cái đường nhớt về ha. Và cái lỗ này là lỗ nhớt ra, bên trong là có lọc lọc vàng ha. Xài thủy lực là phải có lọc, không có lọc hơi bơm. Rồi đó là mình đang hiểu về cái bộ nhớt cái đầu tiên của nó. Bước thứ hai là mình phải có một cái bơm tổng tạo nguồn, là cái này là cái bơm tổng này. Bơm tổng thì mình đã làm những video trước giới thiệu cho nó rồi ha. Cái lỗ lớn này là lỗ hút, lỗ nhỏ bên này là lỗ ra. Thì cái lỗ hút này nó đi đâu? Lỗ hút này nó sẽ hút nhớt từ cái lỗ của cái bồn nhớt ha. Mình sẽ ráp một cái ống từ cái vị trí đó qua cái vị trí của cái lỗ lớn của cái bơm đó, để cho nó hút nhớt vô. Lưu ý phải sử dụng ống lớn để cho nó hút, và sử dụng ống cứng ha, tránh trường hợp nó bị móp ống này nó hút rất là mạnh ha. Đề ba, nhớt từ bồn chạy qua bơm là bước đầu tiên mình đã hiểu rồi. Từ bơm, khi mà cái cốt bơm này nó quay đủ tua ha, bắt buộc nó phải quay rồi thì nó mới làm việc được. Và cái hai là nó phải quay đúng chiều, cả nhà phải lưu ý nha. Để muốn biết cái chiều bơm mình đúng hay sai là mình nhìn cái tua máy của mình trên cái động cơ đó. Ví dụ giờ tua máy nó quay theo kim đồng hồ thì mình bắt buộc mình phải quay cái cốt theo kim đồng hồ mình xem thử xem. Để muốn thử thì rất đơn giản, mình lấy cái mỏ lết hoặc cái kèm mạnh mình bấm vào cái cốt này mình quay thì nó mới đi nổi, chứ quay sao đi đâu. Đổ nhớt vô cái lỗ này, đổ nhớt cho thử. Nhưng nó có hai cái nhông thấy không đó, mình quay mà mình quay cái cốt theo kim đồng hồ, mình lấy cái mình quay cái cốt này mà nhớt nó hút qua bên kia là ok, cái bơm này đúng chiều. Mà mình quay theo kim đồng hồ mà cái nhớt nó lại ập ngược lên là nghĩa là bơm bị ngược tua, thì bung ra đổi hai cái nhông lại là xong ha. Là nó sẽ quay theo kim đồng hồ theo chiều mình. Cứ miễn sao mà mình quay chiều máy với cái chiều cái cốt này mà nó đi nhớt ra cái lỗ nhỏ bên này là đúng. Thì cái lỗ nhỏ này đầu tiên là nhắc lại nha. Đầu tiên là nhớt từ bồn qua bơm, từ bơm ra cái lỗ này, phụt nhớt ở đây. Thì cái lỗ đầu, cái lỗ mà từ bơm ra này, mình sẽ đấu một cái ống từ cái lỗ bơm này vào ký hiệu chữ B. À, cho dù là điều khiển nè, nhìn nè, điều khiển 1 cần, 2 cần nè, rồi 3 cần nè, hoặc thậm chí 4 cần, 5 cần, 6 cần gì không cần biết. Mày có 10 cần, 20 cần thì bắt buộc tất cả điều khiển là nó phải vào lỗ chữ B. Đây, chữ B này. Đó. Thí dụ như anh em mình nhớ được thì nó dễ rồi. Còn lỡ mình không nhớ thì có một cái mẹo. Cả nhà quan sát những cái cục tắc này nó sao? Nó có một đặc điểm chung là sao? Là nó có một con đuôi chuột chỉnh áp, thấy chưa? Đó, bên này không có nhưng mà cái bên này sẽ có. Thấy không? Một cần cũng có mà 4, 5 cần. Mình đi mua điều khiển mình phải lưu ý cái vụ này nha. Không có khúc chỉnh áp là đừng nên mua. Không có này rất là nguy hiểm và nó không có đa năng cho mình làm việc được. Thì cái mẹo là sao? Em chia sẻ cái mẹo của nó luôn. Khi mình mua cái điều khiển mình đấu, mình không cần biết ký hiệu gì cho nó đau đầu. Biết được thì hay, nhưng mình nhớ được thì ok nè. Em nhắc lại nè. B là nhấc vô, T bên này là nhấc ra. Đó, cái lỗ T này, cái nút đỏ là cái lỗ đó, nó dở nút đỏ là thấy cái lỗ. À, T là nó là về lại bồn nhớt đó. Còn B này là từ bơm vô. Còn không nhớ nữa thì sao? Cứ bên nào có cái đuôi chuột nè, có khúc chỉnh áp nè, là nó là bình nhớt vô. À, ok chưa? Cái mẹo là vậy đó.
tại vì bên thằng T nó đâu có đuôi chuột đâu à, là chắc cú nó không phải là thằng vô rồi. Cứ bên nào mà nghe nghĩa làm vô trang nó rồi, nó làm kênh nó rồi, cứ bên nào có đuôi chuột này à, là bên vô. Ok cả nhà lưu ý nha. Rồi, một cái bơm này sẽ đấu được cho bao nhiêu công tắc? Câu trả lời là một cái bơm này sẽ đấu được cho cả 5-10 công tắc bình thường chứ không phải một công tắc. Thì đây em sẽ đi sâu vào cái vấn đề đó luôn. Để muốn đấu trên một chiếc xe qua nhiều công tắc hay đó làm sao thì em cũng sẽ làm trong video hôm nay luôn. Đầu tiên mình nói dù nó sẽ qua cục một cần trước đây. Đây, mình sẽ cho nhớt từ cái lỗ này vô B. Nếu mà cả nhà đang xài một cần thì đấu làm sao? Từ bơm vô B ra T. T này đi đâu? Nếu mà mình xài đúng một cần này thôi á thì mình sẽ cho thằng T này quay về bồ ha, quay về bồ. Em đã giới thiệu đây là nó có hai cái lỗ về, em làm thằng đây thì nó vô thì nó phải về, nó về đây ha. Dưới đáy thùng là cho vô bơm thì vô, cho vô chữ B. Thì sau khi ra T thì nó là cho quay về bồ, thì nó đi vòng tròn mà, nó bên nó đi vòng tròn thì mình mới có nhớ xài. Chứ giờ cả nhà cho nó ra ngoài đất thì nó chạy ra đất, thấy không? Bắt buộc phải cho nó về bồn, nó chứa ở trong bồn, nó có vòng tròn, nó hút vô đây ra đây. Khi nào mà mình gặt cái cần này một cái thì nó sẽ không cho về bồn nữa, nó không còn cho về lỗ nữa, mà nó sẽ búng lên một trong hai lỗ này ha. Bây giờ mình đè xuống là nó ra lỗ này, mình gặt cần lên là nó ra lỗ này ha. Đó là cái lý thuyết của nó là vậy, không thể nào mà thay đổi được. Rồi thí dụ bây giờ mình muốn xài trên chiếc xe hai cục, ví dụ mình nói anh chị đang xài hai cục này đây, ví dụ vậy đi, thì nó cách đấu làm sao? Đây, cách đấu thế này đây, quan sát nha. Thì vẫn là nhớt từ bơm vô B. Cái đường T này thay vì bây giờ về bồn thì nó không cho nó về bồn, nó lại từ đây, từ cái đường T này mình lại đấu vô cái lỗ chữ B. Đây, đấu vô lỗ này, lỗ chữ B nè ha. Đó, đấu vô cái lỗ vô nè. Thì bây giờ cái bên nào có cái như cái này nó không có đánh dấu nè, chắc nó bữa nó quên hay không đánh dấu chữ B thì mình cứ không cần phải đánh dấu, cứ bên nào mà có đồ chuột là bên vô cho vô đây. Thì bên chữ T có đánh dấu nè, mình cho ra lỗ chữ T này lại về bồn. Rồi anh chị lại muốn thay thêm một cục 4 cân này nữa, cho mình vô đây. Đây, ví dụ mình trên xe mình muốn xài 3 cục thì cũng tương tự là vậy, mình sẽ không cho cái lỗ chữ T này về bồn nữa, mình lại cho lỗ chữ T này lại vô lỗ vô là tiếp nè, vô bên lỗ có đồ chuột là bên B nè, lại vô ha. Rồi cứ tương tự, mình lại muốn xài thêm cục thế này nữa đi. À, mình lại lấy cái đường ra của cái cục 4 cần này, đường chữ T này, đường ra nè, đường ra nó bên hông là đường ra nè. Mình lấy cái đường ra của nó, mình cho vô tiếp cái cục này nữa. Này chữ B nè. Hoặc là bên đâu có đồ chuột này để cho vô đây. Thì nếu mà bây giờ đã cảm thấy trên xe 4 cục 1 2 3 4 đủ rồi thì mình cho nó về bồn. Nhưng mà nhiều người lại tham, họ lại thích xài thêm một chế độ nữa, họ xài thêm một cục này nữa thì lại vẫn là cái nguyên tắc đó. Vô B, ra T. T thằng này là vô B thằng này. Khi cuối cùng của cái lộ trình của nó thì mình sẽ lấy nó, lấy thằng nhất ra cho về bồn là xong. Cả nhà thấy chưa? Thì với các công thức này mình có khả năng mình đấu một phát một nguyên một cái đống công tắc lên một chiếc xe được luôn. Nhưng mà lưu ý, trên cái lộ trình đang đi bình thường, nó đang đi vòng hết một đống này, đó là không sao. Nhưng mà chỉ cần mình đụng vô bất cứ một cái chi tiết nào trong những cục công tắc này là nó sẽ không cho về bồn nữa, mà nó sẽ lên nhớt của cái ví dụ giờ mình đang đụng vô cái tép này để phun nhớt này liền, nó không cho về nữa. Rồi cái một lúc một mình đụng vô hai, ví dụ mình đang đụng vô cần bên này, mình đụng vô cần này luôn thì nó sẽ chia phối nhớt là hai cái lỗ luôn, nhưng mà nó sẽ yếu đi ha. Bởi thế nên đấu thì đấu được nhưng mà nó sẽ yếu đi, vì do lý do sao cái bơm này cái lưu lượng nó quá ít. Ví dụ để mà muốn vận hành một lúc một hết số công tắc này luôn thì nó phải cần cái bơm phải to, chắc là cái thùng này nè, nó phải bự cỡ này thì lưu lượng nó phải nhiều, nó phải khủng thì nó mới cung cấp một lần cho tất cả công tắc được. Nhưng mà lưu ý một điều thế này nè, khi trên chiếc xe mình cho dù nó có 20 cái cần điều khiển thi lực giống thế này đi, nhưng mà không có thể nào mà mình điều khiển một lần hết số này được. Ví dụ mình điều khiển cái ben thùng đi thì ben thùng mà chỉ cần một chi tiết thôi, giống như một cái chi này thôi, mình gạt xuống cái là nó phụt nhớt lên là mình chỉ bên thùng. Thì sau khi xong cái công việc bên thùng mình sẽ hạ thùng, thấy không? Chứ không ai mà một lần một bên lần 5-7 cái thùng lên, đúng không? Thì cái đó là cái đang nguyên tắc thôi. Giống như những xe cần cẩu họ xài tổng cộng đâu cả chục mười cái động tác, thì cái nhà thấy không, nếu như họ đang cẩu hàng họ chỉ dở cái cần cẩu lên thì họ sẽ sử dụng một động tác chứ mấy. Ví dụ như họ có dữ lắm, họ giống như họ dở vừa dở cần vừa ra cáp thì cũng có mới cái hai động tác thôi. Thì hai động tác đó cái bơm của họ nó lớn, nó sẽ đủ lực để họ hoạt động hai động tác đó nha cả nhà nha.
Thì đó là em cũng chia sẻ những kinh nghiệm cơ bản cho anh em mà mới vào nghề hoặc là thích đam mê chế độ để tham khảo. Anh em cứ tham khảo kỹ video này, anh em sẽ đấu được ha, sẽ không bị sự cố nha. Nhắc lại nha, những anh em nào mà quá giỏi thì cũng đừng có trách em nha. Em biết gì chỉ đó thôi ha, em chỉ những em mới biết nghề thôi. Có nói sai có gì thì bình luận cho em biết với để em rút kinh nghiệm ha. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi kênh Nguyễn Nghĩa trong thời gian qua. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh của em nhé, cũng như là chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Còn cần hàng điều khiển hay bơm thủy lực hay là bốt lái nè, bốt lái nè, hay là motor ha, bên em đầy đủ hết, giá tốt, giá kho cho anh em ha, bồn nhớt rồi đầy đủ hết nha. Ok, chào cả nhà, cứ cần thì liên hệ với em bên ngành thủy lực. Còn muốn tư vấn gì thì cứ nhắn tin Zalo với em số 0978994833 hoặc là 0984721284. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà đã luôn tin tưởng và theo dõi nhé. Chào tạm biệt. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. The shape of you, we push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go.